Xin chào bạn. Hôm nay đại lý American Tôn Đức chúng tôi xin giới thiệu bạn cái vòi xịt, cái mẫu này mới ra mắt ha. Cái vòi xịt này thì nó là có một cái những cái tính năng cơ bản nó cũng khá là đặc biệt so với những cái vòi xịt trước kia. Tôi sẽ tiến hành mở cái sản phẩm này ra để chúng ta xem qua sản phẩm này nhé. Thì cái sản phẩm này thì nó có ra ba dòng khác nhau, với những cái màu sắc khác nhau như là bằng nhựa màu trắng nè, rôm nhựa trắng nè, với lại rôm là nhựa đen ha. Còn cái này là mã của nó WF T1 T28 W ha. Cái này thể hiện Y là màu trắng. Tôi sẽ mở cái sản phẩm này bên trong để chúng ta xem qua nha. Thì gần như thời gian gần đây thì Ly Siêu nó đóng gói các sản phẩm đều có bọc bằng giấy hết. Tôi đoán là khả năng là để nó theo cái chương trình là bảo vệ môi trường, nên gần như trong sản phẩm là gần như nó ít có liên quan đến ni lông ha. Sản phẩm nó sẽ có 3 bộ phận, tôi sẽ xem qua cái tờ giấy này. Đây là những cái nội dung cơ bản của cái vòi xịt này. Đó, đây như tôi nói là nó sẽ có 3 cái màu khác nhau, màu trắng nè, màu đen, đen với rôm, đen với trắng với rôm ha. Đang đang review chúng ta là cái màu trắng. Đây là kết cấu của cái vòi xịt này. Nhìn qua bản vẽ thì chúng ta sẽ hơi phức tạp một xíu. Để chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn ha. Đây, xem coi nó có đinh ốc vít cho chúng ta nhé. Đây là bộ đinh ốc vít đi kèm chúng ta. Tôi cất lại trong đây luôn. Đây là cái dây xịt. Thì dây xịt này thì nó bằng lò xo và chiều dài nó 1,2 m nha bạn. Đây là cái gá của cái xịt này ha. Gá xịt này là bằng rôm nha bạn. Tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn cái tay. Đây là cái tay này bằng nhựa màu trắng nha bạn. Trên đây có logo của American Standard. Cái nút đây là nút nhấn ha. Đây phía trong của cái vòi xịt này. Cái này nút nhấn ha, để chúng ta rửa. Nó hơi đặc biệt, là thường nó sẽ có cái cần gạt ở đây. Và cái này cũng có giới thiệu qua clip, nên chúng tôi sẽ giới thiệu chúng ta chi tiết hơn cái vấn đề vòi xịt đây. Thì đây nó có một cái đầu xịt ha. Ví dụ như chúng ta rút cái đầu này ra, chúng ta sẽ có thể xịt rửa, nó sẽ mạnh hơn. Vì cái tia này, tia nó gần như cái là hình dạng như này. À, còn đây là cái vòi xịt. Ha. Chúng ta ngoài ra chúng ta có thể tháo ra để chúng ta vệ sinh. Chúng ta thấy đây nó có 2 cái mẫu nè, chúng ta có thể nhấn vô. Đó, chúng ta vặn lại ha. Đấy. Chức năng nó có như vậy thôi. Hơi đặc biệt là chúng ta có thể tháo ra để mục đích cái kia là không phải để xịt, để chúng ta sau khi đi chúng ta vệ sinh, mà cái đó có thể là chúng ta để xịt rửa bồn cầu hoặc sàn vệ sinh ha. Cái đó là một cái tính năng khá là mới. Ngoài ra những cái sản phẩm này thì như tôi đã nói thì nó sẽ có một cái loại là rôm đầu trắng và rôm màu đầu đen trên đây ha, màu đen. Thì cái sản phẩm này hiện tại đang được cung cấp ở đại lý American Tôn Đức chúng tôi. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên lạc với tôi theo số điện thoại dưới cùng clip hoặc clip vào trang tdm.vn để xem giá bán đặt hàng trên website của tôi. Cảm ơn, xin hẹn lại.